Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận chung kết bóng truyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng truyền hơi nữ của ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên và đội tuyển bóng truyền hơi nữ của công thương Thái Nguyên. Ở xét đấu này thì các cầu thủ của ngành giáo dục cũng có đỏ phía gần này các bạn, và các cầu thủ của công thương phía xa cũng trong bộ xanh. Điểm số bây giờ là 2-0 nhưng về các cầu thủ của giáo dục Thái Nguyên, bóng ngoài sân rồi, không được rồi, 3-0. Số 4 của giáo dục Thái Nguyên phạt bóng. Và xác định bóng ngoài sân, điểm 1-3 cho công thương. Bóng nhỏ tuyệt vời, pha bóng nhỏ rất sáng tạo của số 10 bên tuyển người giáo dục Thái Nguyên. 4-1 số 7 của giáo dục Thái Nguyên. Chắn bóng thành công của pha 5-1. Không được rồi, 1-0 qua lưới. Đội điểm 2-5 cho các cầu thủ công thương Thái Nguyên. Bên tuyển công thương Thái Nguyên phát bóng. Rất tốt của Trang Nhung. 6-2. Bóng lập vào lưới. Gần như là bên công thương chưa bắt được cái nhịp thi đấu của trận đấu. Phát bóng qua điểm ngay. 7-2. Bên công thương gần như là có vẻ như là chưa được chuẩn bị được tinh thần trước khi bước vào trận chung kết. Và tấn công rất sáng tạo của các cầu thủ sở giáo dục. 8-2. Tỷ số bây giờ là 8-2 nhưng người các cầu thủ sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Rất tốt qua đội bóng kéo sân. 9-2. Liên tục dẫn điểm. Rất tuyệt vời, rất tốt. Điểm 30. Rồi.
Điểm 50. Gì? 6-10 cho các cầu thủ Công Dương. Rất khó. Bảy mươi cho các cầu thủ Công Dương Thái Nguyên. Bên tuyển Sở Giáo dục xin lỗi, trận đấu tiếp tục, điểm số bây giờ là 70. Bên tuyển Công Thương phát bóng. Bóng đã chạm tay các cầu thủ của Công Thương ra ngoài sân. Điểm 11-7. Số 3 của Sở Giáo dục phát bóng. Tốt của số 6, 81 cho Công Thương. Ngoài sân rồi, 91 cho các cầu thủ đến từ Công Thương Thái Nguyên. Vẫn còn. Mười mười một như vậy, các chỉ còn một điểm mặc dù dẫn trước 6 điểm liền của các cầu thủ Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Trận bóng rất khó chịu của các cầu thủ Công Thương. Như vậy điểm số được cân bằng 11 đều. Các cầu thủ của Sở Giáo dục của nó là sức người trong pha phát bóng vừa rồi. Trọng tài đã thổi còi 12-11 qua lần đầu tiên trong trận đấu thì các cầu thủ của Công Thương và đứng dẫn trước các cầu thủ Sở Giáo dục 12-11. Như vậy bóng ngoài sân rồi, điểm số được cân bằng 12 đều. Điểm 13-12 cho Sở Giáo dục. Ở số 4 Trang Nhung của Sở Giáo dục phát bóng. Ngoài sân mới vào đây.
Nhưng mà trọng tài xác định bóng đã chạm tay các cầu thủ của phản ứng của các cầu thủ Công Dương. Quyết định của trọng tài vẫn là quyết định cuối cùng của bên tuyển Công Dương xin lưu ý. Trận đấu tiếp tục, tỷ số bây giờ là 14-12 nghiêng về các cầu thủ của Sở Giáo dục. Không được rồi, bóng không còn nữa. 15-12 rất tiếc cho các cầu thủ Công Dương. Gần như là các cầu thủ Công chưa chuẩn bị được dần khi mới bước vào sau khi tiếng còi kết thúc. Bóng tốt, điểm 13-15. Bên Công Thường phát bóng. Chúng ta sẽ định bóng trong sân. 16-13 cho Sở Giáo dục. Thành công 14-16. Bên chuyển Công Thương phát bóng. Không được rồi. 17-14 cho các cầu thủ Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Tỷ số bây giờ là 17-14. Như vậy điểm số được lên 18-14 cho các cầu thủ Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Chạm tay chắn ra ngoài sân, điểm 15-18 cho Công Thương Thái Nguyên. Ở trận đấu tiếp tục, điểm số bây giờ là 18-15 nghiêng về các cầu thủ Sở Giáo dục. Tốt, 19-15. Đánh cầu sơn, bóng ngoài. Bây giờ trong 20-15. Bây giờ trong đã xác định bóng ngoài sân. Số 10 của Sở Giáo dục phát bóng. Rất tốt của Bé Kẹo. Số 6. Thằng em pha được bóng rất đi lực. Thu được Quyết Viết. Pha bóng rất ấn tượng đẹp. Điểm 16-20 cho các cầu thủ đến từ Công Hưng Thái Nguyên.
Đăng Nhung của Sở Dục đã kết thúc trận đấu. Điểm số bây giờ là 21-16 nghiêng về các cầu thủ Sở Giáo Dục tỉnh Thái Nguyên. Hai đội càng nghỉ ít phút trước khi bước vào trận đấu thứ hai. Đấu thứ hai giữa là Công Thương Thái Nguyên và đội tuyển Sở Giáo Dục tỉnh Thái Nguyên. Trận đấu thứ hai tỷ số bây giờ là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Công Thương Thái Nguyên. Phát bóng ở điểm ngoài 2-0. Điểm số đầu tiên của trận đấu thứ hai cho các cầu thủ Sở Giáo Dục. 1-2. Không được rồi, bóng chưa qua lưới, tỷ số đã cân bằng 2-2. Tài chưa thể còi, quả bóng phát bóng lại. Liên tục những pha tấn công rất tốt của số 6. Không được rồi, trận bóng thành công. Điểm 3-2 cho các cầu thủ Sở Giáo Dục tỉnh Thái Nguyên. Không, vẫn còn. Không được rồi. 4-2 cho các cầu thủ Sở Giáo Dục tỉnh Thái Nguyên. Có vẻ như các cầu thủ Công Thương hơi nóng ruột. Bóng ngoài sân 5-2. Bên tuyển Công Thương xin lỗi trận đấu tiếp tục. Đúng rồi, cháu không, vẫn còn, rất tốt hàng thủ, rất tập trung của các cầu thủ Sở Giáo Dục. Em ơi, lùi tiếp em ơi. Vẫn còn. Rất tuyệt vời, đội xuống rất tốt của các cầu thủ Công Thương. Cái này bóng không có, bóng đã lập lưới, điểm cho Công Thương 3-5. Số 6 vẹt kẹo của đội tuyển đó, phát bóng rất khó chịu. Trận bóng tốt 6-3, khoảng cách nhân đôi với các cầu thủ Sở Dục Sở Giáo Dục tỉnh Thái Nguyên.
rất dài và lắt léo, đội nào giành chiến thắng đây? Trận bóng tốt, điểm 7-3 cho Sở Giáo dục. Thủ rất tốt của các cầu thủ Sở Giáo dục Tỉnh Phú Yên. Cầu nhỏ thành công, bóng trong sân, điểm 4-7. Bên tuyển công thủ phát bóng số 7 của Sở Công Thương Thái Nguyên phát bóng. Chắn à? Sau chắn. Số 4 có bóng để chắn nghỉ số 4 số 9. 8-4 khoảng cách đôi với các cầu thủ Sở Giáo dục. Vừa rồi bóng đã chạm bằng tên, điểm 9-4 cho các cầu thủ. Sở Giáo dục. Điểm cho Công Thương Thái Nguyên 5-10. Số 11 của Công Thương phát bóng. Trọng tài cho đánh lại pha bóng này. Rất tiếc bóng vào sân rồi. Điểm 11 năm cho Sở Giáo dục. Bóng khó quá. Rồi. Rất tiếc lại là một pha phát bóng hỏng nữa của các cầu thủ Công Thương Thái Nguyên. Điểm 12-6 khoảng cách nhân đôi. Hai pha phát bóng hỏng tiếp thật. Mỹ Lệ của Sở Giáo dục phát bóng. Vẫn còn thôi. Điểm 72 cho các cầu thủ Công Thương. Mồi nhỏ thành công của số 10. 13-7 cho Sở Giáo dục. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. Điểm 14-7 cho Sở Giáo dục. Thank you.
15-7 bên tuyển Công Hương. Nhưng có người bị căng cơ. Cầu thủ của Công Hương bị căng cơ. Trận đấu tiếp tục, điểm số bây giờ là 15-8 nghiêng về các cầu thủ của Sở Giáo dục. Phát bóng có điểm ngay của số 6. 9-15. Số 7. Phát bóng rất khó chịu. 10-15, như vậy là ở set đấu thứ hai. Mặc dù vì dẫn trước rất nhiều nhưng các cầu thủ của Sở Công Thương rất kiên trì. Vẫn còn rất tốt. Bóng trong sân. Điểm 16-10 cho các cầu thủ Sở Giáo dục. Đánh bóng tốt của Mỹ Lệ. 17-10. Điểm số bây giờ là 18-10 nghiêng về các cầu thủ Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Bóng trong sân. 19-10 cho Sở Giáo dục. Công Thương Thái Nguyên 11-19.
giật bóng tốt, chỉ với kẹo 12-19. Bóng không có lưới rồi. Một các hai này thì các cầu thủ của Công Thương 3 điểm bị trừ vì lý do phát bóng không còn lưới. Mở nhỏ thành công 13-20. Phát bóng 14-20, phát bóng rất khó chịu của Việt Nam. Hai mốt 14. Như vậy kết thúc trận đấu thứ hai thì các cầu thủ của Công đoàn Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Công đoàn ngành Công Thương với điểm số 21-14 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0 lượt trước giải nhất ở giải đấu dành cho khối chuyên nghiệp.